kênh Cậu Sáu Vlog nha. Thì hôm nay mình có một thằng em rất là bổ láo nha các bạn. Bây giờ hai anh em mình đang chuẩn bị một cái kế hoạch lên để chơi thằng em đó. Một xíu em kêu anh là em chạy ra liền nha. Mình sẽ ôm cái thằng em nó lại ha. Cái mình bắt nó ngồi xuống ghế, bắt đầu lấy con keo cuột vô ghế nha các bạn. Cuột xong là mình phải cuột sau là quấn sao cho nó banh hai cái nắp nó ra. Nha. Xong bắt đầu nó mà yên nó không đi được, bắt đầu mình lấy cọng lông gà các bạn, hoặc là cọng lông chổi các bạn, mình lét đi các bạn, cho nó tởn các bạn, tội bố láo. Ông anh mình ăn cơm xíu, ổng ăn cơm xong mình sẽ thực hành cái clip này các bạn. Nếu thấy hay, thấy vui hãy like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Không gì vui chứ. Chiếu mới vui. Yên tâm mấy bạn, từ giờ tới tối mình sẽ bắt được nó nha mấy bạn. Mình sẽ trừng trị cái thằng bổ láo bổ tét này. Nó chơi nó đạp vô bụng mình mấy bạn. Nó chơi đạp vô bụng quá trời, nó giải đâu lời mình đâu. Chơi đạp vô bụng, từ giờ tới chiều mình sẽ bắt nó nha mấy bạn. Bắt nó mình sẽ xử nó cho mấy bạn xem, coi là mình xử như thế nào nha. Thằng này bữa nay nó tới số với mình nè. Này bữa nay tới số với mình nè mấy bạn. Đây mấy bạn thấy không? Hả? Bây giờ nó đứng ngoài đó luôn, nó hết chấm vô luôn mấy bạn. Không dám vô đâu các bạn. Tại mình không thích vô nha các bạn. Từ giờ tới chiều mình sẽ xử thằng này mấy bạn. Mình xử không được, tối mình cũng phải xử nha mấy bạn. Cho nên là cái clip này nó sẽ kéo dài nguyên ngày hôm nay nha mấy bạn ơi. Còn kéo dài dài luôn nha các bạn. Tới nữa rồi đó. Nó sợ mình nó chạy vô toilet nó trốn luôn các bạn. Trốn anh trong đó luôn nha Minh. Trốn luôn nha Minh. Nó đang trốn mình trong toilet mấy bạn. Nó đóng cửa kính mít luôn, nó không dám ra luôn các bạn thấy không. Mày nhớ mày trốn anh luôn nha Minh. Mày ra đây mày xin lỗi anh đi, anh mới đi về anh mới tha cho mày.
nó lấy cái ghế nó vô toilet nó ngồi luôn rồi mấy bạn ơi. Nó bắn mình, nó chạy trốn luôn mấy bạn. Bữa nay mình chơi nó tới luôn nha mấy bạn. Tao kêu mày ra mày xin lỗi anh, mày không ra mày hổ báo với anh, giờ mày giận mày. Hả? Mày hổ báo mày kêu anh ngáo đá, ngáo không biết rồi. Bữa nay mình làm cái clip tròn thằng em nha các bạn, mà mình bắt nó không được. Bởi vì cái clip tròn này á là mình làm á là mình không có cho nó biết. Mình cố tình mình tròn nó cho nên nó sợ lắm, nó không dám ra. Đó, cho nên hiện tại giờ trốn luôn nha các bạn, mình không bắt được nó. Thì, để bữa nào mình bắt được mình quay lại trực tiếp cho các bạn coi ha. Còn mình làm cái này chủ yếu là mình không có nói trước, cho nên là nó để cái gì nó tự nhiên nó mới vui hơn nha mấy bạn. Chứ nói trước không có gì vui hết á. Còn không biết mấy clip tròn của mấy bạn khác tròn không biết là có hợp tác trước không, có làm trước không mình không biết nha. Nhưng mình thì mình không có nói, cho nên là mình cố tình mình bắt nó cũng chẳng làm gì đâu các bạn. Họ bắt nó chối nó lại xong bắt đầu cù lét nó cho nó tẩn, nó bỏ cái tật nó làm hung làm hổ ghê lắm, hổ báo ghê lắm. Mấy bạn chưa thấy không, nó hổ báo ghê lắm, mình xử đẹp nó luôn, giờ nó trốn trong luôn toilet rồi các bạn. Này chủ yếu mình làm để mình vui đem tiếng cười cho mọi người thôi nha các bạn ơi. Thì, nếu là thấy vui thì hãy like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Mình sẽ làm nhiều cái clip hơn nữa. Vậy nói chung là mình thích về ẩm thực cho nhau vui, hoặc là có gì vui á là mình sẽ quay hết, mình đăng lên cho cả nhà cùng xem ha. Nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha các bạn. Hẹn gặp lại clip sau các bạn. Có gì clip sau á mình mà bắt được nó là mình sẽ cho một cách là cực kỳ gọi là phải gì ta, phải nói gì ta, siêu bá đạo nha các bạn. Cho nó biết cái thằng của nó mơ mốt nó không có hổ báo với mình nữa nha. Xin chào các bạn nha. Đây các bạn, cái chân dung của cái thằng hổ báo cáo trồn nữa các bạn. Mình sẽ mơ mốt mình sẽ lụm kèo nó ngang, mình không bao giờ tha cho nó nghe các bạn. Hẹn vào clip sau nha các bạn. Mình sẽ bắt nó, mình chọt lét nó các bạn coi nha. Nó dù nó có năn nỉ, nó có đeo gian xin quỳ lại cũng không có tha nó nghe các bạn nha.